Người, hôm nay cảm ơn các bạn đến với kênh Việt Tiếp Thiên Hải. Mình rảnh rỗi sẽ làm một clip giới thiệu về cái fan massage Ecoil này. Đây là một fan RGB giá rẻ đấy mọi người. Nó phù hợp với túi tiền của các bạn có cái điều kiện kinh tế hạn hẹp, giá rất là sinh viên để cho các bạn trang trí cái cây máy tính của mình thêm lộng lẫy. Thì nó là review nhưng mà nó chả có, cho nó sang thôi chứ nó chả có cái gì là to tát cả. Đây các bạn nhìn nha, các bạn mua về nó sẽ có cái hộp như thế này. Mình bật cái đèn cho các bạn xem. Đây hơi bị chói một tí, để thấp như nhá. Đây ạ, cái fan giống như dạng Cool Moon đấy các bạn. Đây là cái logo của nó, cái tên của nó. Thì fan này là có RGB, nó tự động chuyển các cái hiệu ứng nha các bạn. Các bạn không có remote, vì đây là hãng hàng rẻ tiền mà. Thì đây các bạn đây có những cái thông số về cái fan này. Có kích thước đóng gói sản phẩm, kích thước của fan, tốc độ fan là 2000 rpm, có thể tăng giảm 10%. Trọng lượng là 330g, kết nối là 3 pin, gồm một dây mát, một dây dương và một dây điều tốc. Tốc độ gió 38 cfm, độ ồn là 23 dB, tuổi thọ là 50.000 giờ, sử dụng nguồn 12V các bạn, dòng 0.2A, LED là RGB. Đấy một số thông số liên quan đến cái fan này. Fan này là fan CPU các bạn. Các bạn có thể gắn vào bất cứ cái main nào được hỗ trợ ở đây, cả Intel và AMD. Các bạn đã nhìn thấy ạ, Intel thì có socket 775, 1150, 1151, 1155, 1156 và 1136. Ok ạ. Và AMD thì có các socket FM2, AM4, FM1, AM3+ và AM3 và AM2. Đây là khi các bạn mua, các bạn chú ý đến cái thông số này, yêu cầu này, cái điều kiện chỉ sử dụng tương thích với các cái socket này thôi. Đấy, sơ qua thì nó chỉ có vậy thôi các bạn, hai cái quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp nhé. Đấy ạ. Sau khi các bạn mở ra thì hộp nhà thiết kế cũng đơn giản thôi, chẳng có túi bao bì gì cả. Đây là cái đế. Cái đế này các bạn sẽ gắn lên cái mặt của main. Rồi mình tạm thời bỏ ra đây. Đây, đây là cái fan. Nhìn cũng khá là bắt mắt các bạn ạ. Thiết kế là hình cầu. Cái mặt hình cong, hình cầu rất là đẹp. Rất là hầm hố. Thì các bạn sử dụng thì các bạn nhớ bóc cái lớp để bóc ra nhé. Mình trong quá trình mình sửa máy mình gặp nhiều bạn rồi, về lắp cái fan này không biết kỹ thuật gì mà lắp cái fan này mà không tháo này ra cũng nó cháy bẹt kít. Và đây là cái túi vít để chúng ta tiến hành ghim cái đế này xuống main. Đó. Các bạn để xuống này. Để cái này xuống với khớp với các cái lỗ trên main. Sau đó các bạn dùng cái chốt này các bạn ấn xuống, ấn cái trắng này xuống, ba cái trắng này các bạn nhét trong ba cái lỗ này. Sau khi nhét xong thì các bạn dùng cái chốt đen này các bạn ấn xuống để nó giữ. Đây mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, mình không có đi chi tiết vào cách cài đặt các lắp vào như thế nào các bạn nhé. Đây fan dùng hai cái ngoàm giống như AMD bình thường ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đấy hết rồi các bạn, thì thế thôi. Mình sẽ lắp thử vào cái fan cho các bạn thấy cái chế độ LED RGB của nó như thế nào nhá. Các bạn là đây có rắc của nó là rắc 3 pin. Các bạn chú ý cái khắc này các bạn lắp vào trong main. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái bảng mạch để mình chạy thử cho các bạn xem. Rồi mình đã gắn vào main, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện cho nó, tức là kích nguồn main. Các bạn theo dõi nhé.
để xa xa đi cho các bạn nhìn rõ đây các bạn ạ. Rất là đơn giản mà khá là bắt mắt. Các bạn mà có điều kiện các bạn là mua các cái cây mà trong suốt mặt trước và mặt sau hông ấy, thì để phô diễn được cái bên trong của cái cây thì các bạn nên dùng một cái fan CPU có LED RGB thì càng đẹp, thì các bạn sẽ trang trí làm cái cây của mình nổi bật lên. Nội dung của mình thì đơn giản như vậy thôi, chỉ giới thiệu các bạn cái fan giá rẻ này. Cho các bạn nào mà có túi tiền hạn chế, hạn hẹp thì có thể mình đánh giá là nó cũng khá là bắt mắt. Nhìn vào thì cũng không ai biết là nó là hàng rẻ tiền đâu. Đấy, mình để các bạn xem một lúc thì các bạn thấy cái hiệu ứng RGB của nó chuyển nhé các bạn nhé. Một số dòng fan đắt tiền thì nó sẽ chạy nguồn riêng và có remote cho các bạn điều khiển hiệu ứng, tất nhiên là tiền nào của nấy các bạn ạ. Mình con nhà nghèo thì chơi theo kiểu con nhà nghèo. Thì mình cũng làm clip quay để cho các bạn xem, một số bạn có nhu cầu mua thì các bạn có cái điều kiện để các bạn xem trước để thấy cái sản phẩm nó như thế nào và nó có phù hợp với cái túi tiền, cái yêu cầu của mình hay không. Các bạn thấy không? Đấy, nó tự động nó chuyển các hiệu ứng được lập trình sẵn. Mới đầu nhìn thoáng qua thì mình cũng thấy nó khá giống với cái fan Cool Moon. Fan khá là nhìn khá là dày. Thiết kế theo các cái lá thép dọc có chiều sâu. Nên là khả năng tản nhiệt của nó rất là tốt. Thoáng gió. Màu tím. Dùng đĩa bay không các bạn? Nội dung clip của mình đến đây là hết. Thì các bạn xem clip nếu thấy hay và có ích thì các bạn vui lòng cho mình xin một like, chia sẻ. Và có thể thì các bạn có thể bấm theo dõi kênh của mình và bấm chuông để khi mình ra clip mới thì các bạn sẽ được thông báo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.